Chào mọi người chào các anh chị em học sĩ nha nay uh, tiếp tục đến hẹn lại lên ha nay mình uh, review cho anh chị em xem uh, cái máy uh, băng lớn ha máy băng lớn thì uh, tại sao mình dùng cái từ băng lớn á uh? à, có một số anh chị em thì không thích dùng cái từ của người miền Bắc uh, gọi là băng cối ha đó thì người miền Bắc họ uh, sử dụng từ băng cối thì uh, nếu mà mình dịch ra thì cũng đúng thôi chứ không có sai tại vì cối là lớn ha đó cối là lớn là to là bự ha đó thì người ta gọi là cối. Đó, để mà nó phân biệt giữa cái băng cassette uh, cái set băng thép nhỏ nè ha, rồi băng cassette lớn, rồi uh, tức là băng cassette nhỏ là chỉ có âm thanh uh, tiếng không đó ha. Rồi băng cassette lớn là nó có vừa video và vừa có tiếng, đó vừa có hình vừa có tiếng. Rồi tới uh, băng cassette 8 track ha, đó nói chung là rất là nhiều. Uh, thành ra là người miền Bắc họ dùng cái từ là băng cối, nhưng mà một số người thì không thích dùng cái từ của người miền Bắc cho nên là họ họ nói mình là dùng cái băng Akai thì người ta sẽ hiểu nhưng mà thật sự ra theo mình thì băng Akai nói gì nó chưa có đủ ha, tại vì Akai đó là chẳng qua nó là một tên thương hiệu ha, tên thương hiệu ví dụ hiệu Akai nè ha, hiệu Pioneer nè, hiệu Sony nè, hiệu Technic nè ha, đó nói chung là mấy chục hiệu lần ha, sáu bảy chục hiệu lần, cho nên là nếu mà mình nói một cái từ Akai thì nó dồn vô hết mấy cái này nó không có đúng. Tại vì những cái băng này nó cũng có rất là nhiều size ha. Mình có làm những cái video trước cho anh chị em xem rồi. Cái băng nó nhỏ như vậy nè. Đó, nó nhỏ bằng cái vòng trong này nè ha. Bằng cái vòng trong này nè. Nó 3.5 in, 3 in ha. 3, 3 rưỡi. Đó, rồi tới bự cỡ cái vòng ngoài này là 5 in. Ha, 5 in, rồi 7 in. Cái này là 7 in nè ha. Đó, 7 in rồi 10 in, inch, 12 in ha. Nói chung là nó bự, rất là bự. Cho nên là nếu mà mình dùng cái từ archive thì nó không có đúng ha tại vì Akai chỉ là cái tên hiệu của Akai thôi thì người ta là nghĩ là cái băng Akai thôi nhưng mà những mấy chục thương hiệu khác họ vẫn làm những cái dòng băng này ha đó những cái dòng máy như vậy họ là làm đều hết hầu như là mấy chục cái tên thương hiệu đó là họ đều sản xuất theo cái đời đó ha theo cái đời đó là họ theo cái phong trào họ làm y chang y chang với nhau hết ha đó, những cái dòng băng như gì rồi hết cái thời này rồi tới cái băng 8 track hết băng 8 track tới cái băng uh, video rồi hết băng video tới băng DVD gì nó tùm lum hết ha CD rồi DVD rồi laser disc nói chung là nó rất là nhiều cho nên nó theo cái đời đời nó ra như vậy thì tất cả hãng xưởng họ đều uh, cạnh tranh họ làm với nhau uh, giống như vậy ha nên là để muốn uh, tránh cái từ uh, gọi nó là băng cố thì mình gọi là băng lớn đi ha đó băng lớn gì đi Chứ là nếu mà mình kêu gọi nó tiếng Anh là magnetic uh, real to real ha will thì mình nói như vậy cũng không có đúng ha à, hoặc là mình nói cái máy này đi cái máy thì real to real player ha à, thì nói mà nói tiếng Anh như vậy không phải là không đúng mà nói tiếng Anh như vậy thì được bao nhiêu người họ họ hiểu được cái từ tiếng Anh đúng không? À, cho nên là mình phải dịch ngược ra lại là bây giờ là mình nói là uh, uh, băng băng lớn đi ha băng lớn đó như vậy đi băng lớn thì ai muốn hiểu là lớn cỡ nào thì lớn <laughs> Chứ bây giờ nói làm sao Bây giờ không lẽ là cái bây giờ mình dịch ra tiếng Việt Bây giờ mình nói là bánh băng mà bánh xe vội quay hả Nói gì cũng đâu đúng đúng không Băng nào mà không có bánh xe quay Rồi bây giờ nói làm sao đây Đó cho nên là cũng mệt ha Đó thì kêu là băng băng lớn Thì mấy người mà bắt kêu băng cối cái là những người mà bắt người ta hiểu ngay liền Là cái loại băng này Ok Băng bỏ vô máy chạy vùng vòng 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 như vậy. <laughs> Đó <laughs> rồi thì bây giờ trở lại cái vấn đề chính là mình review cho anh chị em xem cái cái máy này ha à, Thì cái máy này sản xuất năm 1900 khoảng thập niên năm 1971 cho tới năm 1975 sản xuất tại Tây Đức ha à, Ở Tây Đức thì Tây Đức và Đông Đức thì cái, anh chị em cũng biết rồi ha Chia ra giống như những cái quốc gia khác là có miền Bắc và miền Nam Thì thường thì phía miền Bắc thì đi theo Cộng sản ha theo chủ nghĩa cộng sản còn phía miền nam thì đi theo chủ nghĩa tư bản dân chủ giống như kiểu Mỹ vậy đó ha Mỹ thì ngày xưa cũng có Nam Bắc tranh chiến rồi sau đó họ độc lập với nhau thống nhất hai miền Nam Bắc ha đó thì cũng giống như Việt Nam thôi miền Bắc miền Nam miền Bắc thì đi theo cộng sản ha đó theo nga theo tàu rồi miền Nam thì theo Mỹ ha đó theo Tây phương theo khối dân chủ tự do đó thì rồi giống uh, như bắc hàn ha, bắc hàn thì cũng có nam hàn, bắc hàn ha. Đó rồi uh, ở cái phía châu Âu thì họ hay lấy cái ở cái phía đó thì uh, đông với lại tây ha. Đó đông với tây thì những cái dòng máy mà người ta làm ra thì người ta cũng muốn để cho thế giới biết rằng là họ là những cái máy đó sản xuất của những cái người uh, kỹ sư của Tây Đức chứ không phải là Đông Đức ha. Thì uh, sau khi uh, nguyên cả một cái khối cộng sản phía bên uh, À, kêu là Liên bang Soviet đó ha, Cộng sản sụp đổ năm 1991 đó Đó thì sau đó họ mới để là để thống nhất hết là những cái Dòng máy hay là bất cứ cái sản phẩm gì ra họ chỉ để là make in Germany thôi ha à, Tức là chung hết cả Đức Nhưng mà trước đó đó, ha? trước khi sụp đổ đó thì những cái dòng máy người ta làm ra là người ta uh, Viết đặc biệt uh, Cái tên thương hiệu ngồi sau là Đông Đức hay là Tây Đức ha Thì thường là Đông Đức thì uh, cái khối cộng sản họ chỉ chế bom mình súng đạn đồ này kia để họ cai trị dân thôi chứ còn họ không có sáng họ không có chế ra được cái gì để cho dân xài hết giống như cộng sản việt nam thôi ha đó, việt cộng thì cũng không có chế được cái gì cho dân xài hết mà chỉ có <laughs> đi ăn cướp của dân để xài thôi ha đó Rồi người dân chế ra thì họ không cho họ bắt nhốt tù hết thì đại khái nó cái cái máy này nó cũng không có ngoại lệ ha đó, và ngoài mình mua những cái sản phẩm mà của bên uh, Đài Loan đó thì họ cũng để là uh, uh, Cộng hòa ha? họ đề là Republican Hồng uh, uh, Kông ha đó thì bên phía Hồng Kông họ cũng vậy luôn và Đài Loan cũng vậy luôn thì những sản phẩm mà họ bán qua bên uh, bên Mỹ này đó thì mình uh, những cái sản phẩm những đồ uh, thực uh, thực phẩm đồ này kia rồi uh, thuốc đồ này kia đó thuốc nam thuốc đồ đó thì họ cũng để cái tên đó là Republican uh, Hồng Kông hay là Đài Loan ha. Đó họ để như vậy để tránh ra không phải là của China ha. Nó China là của cộng sản rồi cho nên họ không có đề là của Make in China mà họ đề Make in Republic Hồng Kông Make in Republic uh, uh, Đài Loan ha, để khá như vậy. À, rồi thì uh, ở đây là cái phần ở ngoài trước ha. Đó mở sơ sơ anh cho anh chị em coi ha ở đây nó bị vấn đề một cái kim nó bị quá tải ha mở lên cái là nó lốt quá tải nên là từ từ mình tính sao giờ là mình chủ yếu là review cho anh chị em coi cái máy gì thôi ha đó ok quay từ từ thấy có linh hồn ha thấy đã ha đó. ok ngừng đi thì uh cái máy này á, chủ yếu là nó làm để cho vừa hát nhưng mà cũng vừa thu luôn ha nó vừa hát là vừa thu luôn nó có nút thu này nút màu đỏ nè đó nó để thu ha rồi còn bình thường thì nó hát nó bỏ dây băng vô để mình nhìn mình coi coi cái này nó có quay rồi hay không ha hoặc là mình để mình uh, kêu là đi mát này tức là mình để khử từ đó ha khử từ tức là thường khi trước khi mà sử dụng cái máy này đó thì uh, phải bỏ cái đồ khử từ vô ha để cho nó 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 nó, khử cái cái hít đó, cái hít của trong cái mấy cái đầu từ đó, ha nó hít những cái mạt sắt mặc đồ vô nó thành biết lúc đó nó thành 500 rồi ha nó hít mấy cái mạt sắt mặc đồ mòn đồ này kia nó hít vô trong đó bụi mà bụi dơ bụi bụi than nó hít vô ha đó, nó dơ cho nên thường là khi mà mở lên mà mình để như vậy đó, thì mình sẽ nghe cái tiếng rẹt 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 nhỏ 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 ngoài sau đó thường thường người ta dùng cái cái đồ để mà khử từ đã khử trước khi uh, khác ha, đó, rồi uh, lao bụi lao bụi đầu tư nữa, đó thì cái này là cái học để nó mở ra để khử từ ha, ok Đúng, làm đơn giản ha hai dây băng chỉ có bỏ băng vô cái kéo vòng ở bên đây xuống bên đây vòng qua bên kia xoay vòng là xong đó thì uh, đây là cái mặt trước ha, thì uh, mình sẽ quay mặt sau cho anh chị em xem. Rồi, đây là mặt sau của nó ha. Còn sau để mình uh, quay uh, gần gần cho anh chị em uh, xem cho dễ nha. Ở đây uh, thì uh, nó có cái uh, dòng điện cho mình chỉnh từ uh, 110 ha, từ uh, 110 V nè tới 130 V nè ha. Đó hoặc là 220 V cho tới 240 V luôn ha. Ghê chưa? Đó xài cái phí châu Âu phía Nga rồi này kia thì uh, thời nó vẫn xài điện giống như điện kiểu ở Việt Nam 204 ha à, 220 ha đó 220 à, quá lắm là lên uh, tới ngưỡng cao nhất là 240v Ok thường thì uh, 220 nó còn uh, cái model của nó thì tí cái này mình chắc phải lật ngược mới coi được ha chứ bây giờ thì là anh chị chị em uh, cố gắng coi đi ha đó pro AG, ha Brandford À, thai của nó là chi t một nghìn trên bốn ha nó còn này là số uh, series number của nó ok đó nó để nè ha make in west ha germany đó, tức là nó phân biệt ra là để là đông đức hoặc là tây đức đó, ha thì đông đức là cái khối cộng sản ha đông đức còn tây west là tây ha X là đông đó còn west là tây à, tây là khối dân chủ ha nhưng mà cũng qua đức luôn à, trước khi ấy đó trước khi uh, cộng sản sụp đổ đó ha, ok thì uh, nó hay nó hay làm những cái dàn radio với lại uh, những cái máy rồi này kia thì nó hay phân biệt lắm nó để rõ ràng là west germany đó còn ở đây thì uh, nhìn thấy nó ngược ngạo ha, tại vì cái máy hát đó, ở mặt trước thì như vậy mà mặt sau này thì nó phải ngược lại như vậy, Không muốn mà coi cho nó chữ rồi thì phải lật cái máy lại trọng ngược lại xuống, <laughs> nó chơi gì mới đọc quá nhé đó thì nó có hai uh, channel một hai output in input năm mv à, cái ngõ này ngõ này thì nhiều cái này mình không có xài rồi ha à, không xài rồi đó thì input output thôi mình lấy output thôi ha input vô đi thu thôi còn output là để phát ra ha đó cũng là lỗ rắc bông sen thường thôi chứ không có gì hết đây thì remote control nó có một cái này để chuyển đổi cái gì đây nè đó. thường giống như cái nút này là chuyển đổi điện nó giống như phía trên này ha nhưng mà mình à, thấy nó làm như gì đơn giản quá mình cũng không có cần đụng tới đó anh chi ok thì à, đại khái là nó như vậy ha đó trên nhìn xuống nè cái máy này đặc biệt nó rất là nặng nha nó tính ra là, là 40 40 pound ha 40 pound thì con ra khoảng chừng 18 kg máy đó 18 kg máy bưng rất là nặng thì tí nữa mình sẽ tháo ra cho anh chị em xem ở bên trong của nó ha trong ruột nó coi thử nó có bỏ đá bỏ sắt gì ở trong bê tông cút xếp cút thép gì không mà nó nặng dữ gì không biết ha không biết đâu mở ra có vàng có đồ gì thì cũng trúng bánh ok <laughs> Rồi mình tháo ra bên trong cho anh chị em xem ha. Bên trong nội thất nó sau khi tháo mấy cái nắp chụp ra thì nó như vậy ha. Đây là cái mặt trước còn kêu ngoài sau là mặt sau ha. Đó, thì uh, nhìn thấy nó cũng đơn giản chứ đâu có gì đâu mà nó nặng dữ vậy ha. Đó, thì coi ra thì nặng nhất là cái dàn sắc xi nè. Nguyên cả một cái dàn sắc xi của nó là đều là bằng ấy hết ha. chassis, tiếng Anh kêu chassis. Đó là nó bằng, bằng sắt hết ha. Nó cho nên nó nặng cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó có hai cái motor bự nè, ha. đó hai cái motor hai bên, thì uh, giống như mấy cái máy akai nó cũng nặng thôi, mấy akai thì nó cũng có cái dàn như vậy, ha. mà nó ít sắc hơn, ít sắc hơn cái dàn này, mà ngược lại thì cái máy akai mấy cái máy đó cũng tới ba uh, bốn motor ha, thì thay nó cũng nặng. đó thì thằng này vừa có hai cái motor bự ở đây, ha, rồi uh, một cái motor nhỏ, một motor nhỏ ở đây là motor chính, ha một motor cấp nguồn vô chính đó, để cho nó kéo đó thì mở lên cái là nó kéo cái bánh đà quay ha bánh đà quay đi thì nó kéo cái cái, cái, cái bánh hai bánh xe này ở dưới này nè đó khi mà hai cái cần này kéo lại đó ha thì nó nó sẽ uh, dỡ này lên đó hai cái hai cái bánh xe nó kéo lại và nó vịn cái dây băng đó, ha. nó xoay đi đó nó xoay đi thì cái dây, dây băng nó xoay ở cái tốc độ chạy hát play ha đó, còn bấm nhanh nó thì nó nhả ra nó nhả ra thì motor trên này bắt đầu làm việc chính của nó ha trở về motor làm việc chính của nó là nó tu hoặc là cái motor này để làm việc chính của nó là nó tu cho nhanh ha đó, motor làm kiểu gì thôi là nó để chủ yếu là để cho quay nhanh Rồi hết qua phải motor này quay nhanh hết qua trái còn bình thường thì hai motor này nó không có làm việc nó chỉ có chạy không thôi ha. chứ nó không có không phải chạy như, như khi cắm điện vô nó chạy ha nó chỉ chạy bánh trớn thôi đó, còn cái dây chính ở đây là cái motor chính đây là nó kéo cái dây đi đó nó là nó nó vừa có cái cục uh, transformer ha đây cục này đến quay ra sao cho coi thêm cục transformer nữa cho nên là nó nặng thật ra thì hai cái motor này không những chỉ có làm việc để cho nó quay tốc độ nhanh thôi nhưng mà nó cũng có giúp một ít ha nó giúp một ít quay trong cái lúc một lúc hát quay chậm chứ không phải là không quay đâu ha chỉ có cái bánh đà là bánh trớn quay ấy thôi chứ còn nó cũng làm việc nhưng mà nó chia ra ha nó chia ra nó cũng quay chậm đó chứ không phải là không quay đó cái cục transformer ha nặng như cục sắt vậy đó Sao thì ngoài sau thì nó như vậy ha bánh đà nè thường thì uh, những cái máy này nó uh, hay bị bệnh một là cái uh, nhiều nhất là mấy cái dây uh, cura ha dây cura lỏng giữa cái bánh đà này. đó bánh đà lên motor đó thì uh, nó không có kéo một là nó đứt chai đứt hoặc là nó mục rã ra nó dính vô trong này luôn ha nó dính vô cho nên mở lên là nó không chạy được cái giống như dầu H gì sao chạy ha Giống như mấy con chim mà nó đậu lên mấy cái uh, cái uh, mấy cái bẫy mấy cái cái bẫy mà từng keo nó dán vô trong cái từng cái que cây á kiểu gì đó dính rồi thì đâu có nhảy được ha nó tưa ra tưa ra như nào ghê lắm đó thì con số đó thì trường hợp cái dây beo này thì uh, nói chung nó cũng còn chạy được 30% ha, nó cũng nhão rồi mình cầm lên mình dở ra gì nó không muốn đàn hồi lại luôn á, nên là cũng ráng chạy cũng được uh, 30% là, tốc độ chậm À, dây beo này thì uh, tìm cái cỡ này không có ha không có cho nên là cũng để đây cũng chưa có sửa đó bị dây beo rồi uh, về cái motor nữa ha? Những cái motor mà motor thì hiếm lắm motor cháy thì uh, hiếm gặp lắm bị mấy cái uh, chuyện khác ha mấy cái uh, tụ điện lâu ngày lắm mà nó cũng hết làm việc rồi mấy con uh, trang store trong đó ha tụ đó, tụ nguồn này uh, relay relay chơi ngầu không bấm một kịch kịch kịch, kịch. relay thứ hai ba mươi v luôn kéo giữ đó thì uh, mặt sau nó chỉ vậy thôi ha đây uh... Đó, thêm cái phần này thì nó mở ra nè ha relay đủ thứ ở trong này nè đó mấy bộ relay nè tụ chung nó hư thì nó hư ba cái đồ ba cái mạch điện thôi mấy tụ điện uh, transistor đồ này kia nó ha. quá trời luôn nè mà phần nhiều thì uh, dây beo ha Nói chung thì theo thời gian này thì uh, mấy tụ điện với lại ba dây beo rồi thôi đó. làm cũng uh, ngộ chứ sắt không hẹn gì nó nặng nó phải rồi ha transform sắt hai cục motor bự thêm cái uh, bánh đà nguyên một dàn sắt xi ha quá trời quá đất luôn ok thì đó là mình uh, quay trên cho em xem uh, uh, mặt sau mặt trước ha đó, của của cái máy này đựng ở trong nặng là nó có chứa mấy thỏi vàng ở trong hay là mấy cái hột xoàn đồ mình mừng chứ <laughs> táo ra nhiều khi có nha nhiều khi người ta giấu kỹ quá người ta quên đó ha. quên là mở ra cả một cục vàng ở trong á không phải chơi đâu <laughs> ok rồi video quay sơ sơ gì ha tới đây là hết nha hẹn gặp anh chị em những video sau nha bye bye